Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh Washington DC. Ngày hôm nay, mình ngồi đây mình chia sẻ với tất cả mọi người về cái một chủ đề là mình nghĩ là có rất là nhiều người quan tâm ở thời gian gần đây là cái vụ mà kết hôn giả đó các bạn ở Texas đó, và đã bị bắt và triệt phá cái đường dây đó, thì tới 200 mấy người bị bắt. Và có rất là nhiều hồ sơ kết hôn giả ở bên cái tiểu bang Texas và Việt Nam. Vì cái lý do là tại sao lại là kết hôn giả và kết hôn giả như thế nào mà được ích lợi gì mà họ lại làm như vậy. Thì ngày hôm nay mình sẽ ngồi bàn luận với một người chút xíu thôi. Chứ còn cái chuyện này là chuyện nó gần như là nó gần qua bên cái lĩnh vực pháp luật và chính trị của người ta rồi, cho nên mình không muốn nói sâu vào. Mình chỉ nói về cái phần mà những con người họ làm kết hôn giả thôi. Thì vì lý do tại sao lại làm kết hôn giả thì có lẽ như mọi người cũng hiểu nôm na về một cái phần nào đó trong cái câu chuyện này, nhưng mà mình muốn nói thẳng vào vấn đề cho mọi người biết, đó là vì tấm thẻ xanh các bạn. Và lý do tại sao lại là tấm thẻ xanh, tại vì những người mà làm kết hôn giả thì họ muốn đi Mỹ một cách hợp pháp, nhưng mà họ lại không có điều kiện đi. Ví dụ như họ không có bà con họ hàng bên đây, hoặc là bà con họ hàng của họ không có đủ khả năng để bảo lãnh họ, rồi không có đủ điều kiện để bảo lãnh họ, và họ lại có tiền và họ muốn họ có được cái cuộc sống sung túc ở bên cái đất nước Mỹ này, và họ chọn cái cách là tìm người để kết hôn giả để lách luật và đi bên nước Mỹ. Thì cái tấm thẻ xanh giả đó mình thấy là nó cũng khá là khó khăn khi mà có được, chứ không phải là chỉ đơn giản đâu các bạn. Không phải là nói là mình khi mình có tiền mình bỏ ra là mình có được cái tấm thẻ xanh đó. Mà có nhiều người họ nói như vậy nè, nói là Mỹ có gì mà ao ước đâu mà phải đi. Mà các bạn biết không, khi mà các bạn làm kết hôn giả đó, mà nếu như mà bắt được á, mình mà bị bắt được á các bạn, thì mình tốn tiền của mình khi mà mình làm kết hôn á, là những đồng tiền đó của mình còn hầu như là bị mất trắng. Và mình còn phải bị vướng vào vòng lao lý nữa các bạn. Mình phải bị bắt và hầu tòa rồi thế này thế kia thế nọ, rất 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 là nhiều. Và có thể là họ sẽ cấm, kêu bằng cấm vĩnh viễn là không cho mình đi du lịch đến nước Mỹ luôn á các bạn. Cho nên nó hả, với một cái sự gọi là đánh đổi cũng khá là lớn và mạo hiểm như vậy, nhưng mà cũng rất là nhiều người họ chấp nhận đánh đổi để có được cái tấm thẻ xanh đi Mỹ. Thì các bạn biết cái tấm thẻ xanh đi Mỹ nó kêu bằng, đối với rất là nhiều người nó là một cái niềm ao ước á các bạn. Mà có nhiều người họ nói là Mỹ có gì đâu mà ham mà đi này kia. Nhưng mà mình nói một điều gì nè, nếu như các bạn xem á, ai mà đi Mỹ á, có bao giờ các bạn thấy họ quay về không? Ít lắm đúng không mọi người? 10 người đi Mỹ chỉ có một, kêu bằng 100 người là chỉ có 1% họ quay về thôi. Vì họ cực quá, họ chịu không nổi, và họ tinh thần của họ không có được sắt thép, họ chịu không nổi họ quay về thôi. Chứ hầu như là 100 người đi là 99 người ở lại rồi, cỡ nào cỡ người ta cũng ở lại. Và các bạn biết không, những người mà họ không đi được họ cũng cố gắng đi cho bằng được. Và cái tấm thẻ xanh đó họ đổi bằng cái sự mạo hiểm của họ, và với một cái số tiền cũng khá là lớn. Nếu như mà các bạn kết hôn với cái người đàn ông á, ví dụ như là mình ở Việt Nam mà mình kết hôn người đàn ông bên đây, thì giá của tấm thẻ xanh đó và cái cuộc kết hôn đó là 40.000 đô các bạn. Thì mình đọc ở trên cái thời sự thì mình biết được là 40.000 đô trên một buổi kết hôn giả của cái người ở bên Việt Nam là nữ và đàn ông là ở bên đây. Còn nếu như mà kết hôn ở bên Việt Nam là đàn ông mà bên đây là nữ, thì cái tấm thẻ xanh đó và cái buổi kết hôn đó, cái cuộc kết hôn giả đó của cái người đó là tới 70.000 đô rồi các bạn. Cái giá của nó cao hơn, tại vì khi mà ở bên đây thường là phụ nữ bên đây họ có giá hơn, và theo kiểu là họ được tôn trọng hơn, và khi họ bên đây là họ có rất là nhiều cái quyền lợi, không có mắc gì họ phải về bển họ lấy chồng hết trơn á. Cho nên khi mà nếu như họ chấp nhận họ về bển họ làm thủ tục cho mình thì họ lấy tiền lương cao hơn, tại vì thường người phụ nữ bên đây họ đâu có cần phải
phải thiếu thốn tới nỗi là phải đi làm kết hôn giả hay gì đâu, thì mình nghĩ là như vậy đó. Rồi rồi các bạn biết không, cái tấm thẻ xanh mà nó trị giá tới tới 40.000 đô cho đến 70.000 đô, các bạn biết ở bên Việt Nam mà 40.000 70.000 là cái số tài sản cũng không là nhỏ đâu các bạn, rất là lớn luôn á. Mà đối với những người mà họ làm, họ chịu làm và họ làm được những tấm thẻ xanh như vậy á, thì coi như là nhà nó cũng có tiền khá giả rất nhiều, theo kiểu là tầm giàu có bên Việt Nam chứ không phải là tầm trung lưu nữa. Trung lưu thì số tiền nó cũng hơi cao với họ. Đó là dạng giàu có mới làm được những cái tấm kết hôn giả và kiếm được cái tấm thẻ xanh như vậy. Bởi vì nhiều khi mình nghĩ đi nghĩ lại mình cũng nghĩ cũng đúng ha, có tiền mua tiên cũng được ha mọi người ha. Họ nói nhiều khi họ nói câu nói đó mà mình áp dụng vào cái khía cạnh đó mình thấy cũng đúng. Nhưng mà khi mà cái bữa mình đọc cái thời sự tin tức cái chuyện chuyện đó đó, thì mình cảm nghĩ là tại sao mình đi qua bên nước Mỹ này một cách kêu bằng làm kết hôn thật, nhiều khi mình còn rất là khó khăn nữa, mà họ làm kết hôn giả họ có thể bị bắt, và những đồng tiền của họ trước lúc họ bỏ ra để họ mướn cái người đó đi về hoặc là chụp hình hay là làm những cái thủ tục gì đó đại loại mình không biết, rồi những cái đồng tiền đó thì mình cũng phải đi tới đi lui, mình cũng phải chi tiêu, và số tiền đó họ sẽ bị mất, rồi kể cả là cái số tiền mà họ trả cho cái người kết hôn với mình cũng bị mất luôn. Thì hả, bao nhiêu khó khăn như vậy mà họ vẫn chấp nhận. Tất nhiên là ở bên đây nó có những cái điều mà không thể nói lên cái trên trang mạng xã hội được, và đó chỉ có là nếu như các bạn muốn biết các bạn liên hệ trực tiếp đó, các bạn hỏi hỏi thì mình sẽ nói cho tất cả mọi người biết. Có nhiều cái không thể nói thẳng được, chỉ có thể là nói vòng vo vậy thôi. Và nếu như mà mình là người kêu bằng tinh ý một chút xíu là mình sẽ thấy được những cái chuyện gì mà họ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được cái tấm thẻ xanh đi qua Mỹ. Các bạn biết không, cái tấm thẻ xanh đi Mỹ á, có những người á thì họ có được mà họ không biết trân trọng, họ đi về Việt Nam họ sống. Nhiều khi họ có tấm thẻ xanh 10 năm luôn nữa kìa. Các bạn biết không? Có nhiều người họ chỉ qua đây thôi và họ chưa có thẻ xanh, họ không đi làm được, họ chỉ ở nhà thôi mà họ vẫn chấp nhận họ qua đây. Nhưng mà có nhiều người mình thấy có thẻ xanh luôn rồi mà vẫn đi về Việt Nam. Thì hả, sau cái sự việc mà kết hôn giả đó, mình cảm thấy hả, trong cuộc đời này kêu bằng cái ăn không hết người lần không ra. Đó là cái câu nói mà mình nghĩ là nó sẽ thích hợp với cái sự việc vụ kết hôn giả ở Texas đó các bạn. Và có nhiều cái khía cạnh mà mình cảm thấy rất là đau lòng với cái những người kết hôn giả trong cái đường dây đó. Và chắc có lẽ là cái chuyện này mình sẽ làm một cái video riêng nói về cái chuyện đó cho tất cả mọi người nghe, về những câu chuyện của những con người mà phải nói là dở khóc dở cười khi mà cái đường dây kết hôn đó nó bị phanh phui. Và các bạn biết không, đối với mình nghĩ là một tấm thẻ xanh và một cuộc kết hôn giả để có được cái tấm xanh bước chân qua Mỹ trị giá 40 70 ngàn đô, và cái điều đó họ chấp nhận đánh đổi giống như là cược với bản thân mình vậy đó. Một là mình có, hai là mình sẽ bị dính vào lao lý, nhưng mà họ vẫn chấp nhận, họ vẫn làm. Tại mình á, có lẽ là mình là người ngay người thẳng cho nên mình không có suy nghĩ tới mấy chuyện đó. Mình chỉ biết là mình kiếm cái người chồng đàng hoàng, cái người đó chịu cưới mình đi qua Mỹ thôi. Và nếu như người ta nói mình không có tiền cho nên mình mới nói vậy thì cũng được đi. Tại vì mình thì mình nghĩ là mình sợ lắm, mình nói thiệt mình làm gì mà giả dối mà giả tạo cái mình sợ lắm các bạn, mình hồi hộp lắm các bạn, mình rất là sợ. Cho nên hả, chắc có lẽ mà mấy cái chuyện gì mà giả dối hay lường lận gì người ta kêu tên tôi chắc không có rồi đó. Tôi nói thiệt cái hả, cho tôi mà vô cái băng mà kêu mà đi lường gạt người ta là tôi là người khai đầu tiên, và cái đường dây đó là bể đầu tiên là tôi đó. Là tôi không có giấu được mọi người, tôi không tôi luôn luôn là nói thật. Mà nếu như mà tôi nói xạo là nhìn tôi biết liền à các bạn, ai mà đi chơi chung với tôi là biết liền à. Tôi chỉ cần tôi mà biết cái gì mà xạo xạo một cái là hả là nhìn cái mặt một cái là biết liền à, là không thể nào giấu được. Cho nên hả, có lẽ là con người mình nói như vậy rồi. Cho nên khi mà mình một cái sự việc nào đó nó xảy ra thì mình cứ nghĩ về cái hướng
thật nhất và mình làm thôi. Cho nên cái sự việc ngày hôm nay mình đọc, mấy hôm nay mình đọc báo cái chuyện đó mấy bữa rồi nhưng mà mình không có muốn nói đến. Nhưng ngày hôm nay mình ngồi mình suy nghĩ, mình coi một cái video của ông anh, mình ông nói là tấm thẻ xanh 10 năm và kết hôn giả có đáng hay không, thì mình cảm thấy là có nhiều người họ chấp nhận thì đối với họ là sẽ là đáng, nhưng mà có những người họ cảm thấy là cái điều đó không đáng để họ đánh đổi thì họ đâu có đi vào cái đường dây đó. Và các bạn biết cái số tiền 40.000, 70.000 đô không có rẻ, mắc lắm các bạn. Ở Việt Nam mình sống là mình có được cả một khối tài sản, là nhiều khi mình mua được một miếng, một cái nhà ở ngoài mặt tiền đường rồi mình cho thuê là mình sống cả đời rồi, đâu cần phải đi đâu nữa đúng không mọi người. Nhưng mà có lẽ là cái những cái con đường người ta tính đó, và họ cảm thấy là bên đây nó sống tốt hơn và nó có nhiều cái họ thích hơn, cho nên họ chọn mạo hiểm để có được cái tấm thẻ xanh của nước Mỹ. Bởi vì các bạn biết không, không chỉ đơn giản là người Việt Nam mình đâu có bạn, rất nhiều nước muốn qua đây bằng những cái con đường như vậy. Thì hả, như các bạn biết, có bữa là ông Trump có nói là xây cái tường thành để ngăn cái nước kế bên nước Mỹ nó tràn qua đó các bạn. Thì đó là cũng những cái nước mà họ muốn đi vào nước Mỹ sống đó. Không phải là chỉ một mình người Việt Nam mình muốn đâu, mà rất là nhiều người nước trên thế giới muốn đến Mỹ sống. Thì và sau cái sự việc này các bạn, mình cảm thấy là cái vụ kết hôn giả đó các bạn, nó giống như là mình vượt biên vậy các bạn. Nó y như những người mà ngày xưa mà đi vượt biên vậy các bạn. Phong ba bão táp rồi, một là đến được bờ bên kia, hai là sẽ bị chết đuối giữa biển các bạn. Giống như vậy đó. Nhưng mà với cái vụ này á, thì xác suất chết giữa biển thì khó lắm. Tại vì nó chỉ là đi nhanh hay đi chậm thôi, chứ còn cái chuyện mà chết giữa biển thì không hề. Và mình cũng biết một số câu chuyện về cái sự kết hôn giả và những cái sự việc mà người ta lợi dụng về cái kết hôn giả để người ta lừa tiền của người bên Việt Nam các bạn. Thì bữa nào mình sẽ làm những video riêng nói về cái câu chuyện đó để cho các bạn biết thêm. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ một ít thông tin với tất cả mọi người và một ít quan điểm của mình về cái sự việc là kết hôn giả và tấm thẻ xanh 10 năm á. Ồ, tấm thẻ xanh thôi chứ chưa tới 10 năm. Của cái những người mà kêu bằng dấn thân vào con đường kết hôn giả ở... Thì đối với mình là quan điểm là mình cảm thấy là cái chuyện kết hôn giả và tấm thẻ xanh 10 năm đó là giống như là một cái cuộc vượt biên vậy đó các bạn. Mình dí do mình suy nghĩ vậy cho nó cảm thấy nó thú vị. Thì nếu như các bạn cảm thấy cái thông tin mình chia sẻ là vui và hay thì nhớ đừng quên like video này cho mình nha. Và hãy đăng ký subscribe ủng hộ kênh của mình để chúng ta cùng nói chuyện với nhau nhiều hơn và chia sẻ với nhau về cái cuộc sống bên Mỹ này và những cái khó khăn nào người Việt gặp khó khăn ở bên nước Mỹ như thế nào. Thì mong các bạn hãy luôn theo dõi kênh của mình và ủng hộ mình bằng cách là subscribe, like, share. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.